chủ đề về hạt giống tâm hồn hoặc là những chủ đề về chữa lành đó, là một trong những chủ đề mà anh chị có thể xây dựng ở trên youtube và chúng ta xây kênh theo cái chủ đề đó anh chị đây là một trong những chủ đề mà mình nghĩ cũng khá là hay giúp cho chúng ta có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta gặp những vấn đề khó khăn này chẳng hạn cũng là một cái hình thức để chúng ta có thể tự động viên bản thân cũng như là để động viên những người khác anh chị thì đây cũng là một chủ đề mình thấy khá là hay và anh chị có thể sử dụng ai để chúng ta xây một cái case study về cái kênh như thế này thì trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta lên ý tưởng về kịch bản chúng ta làm ra những cái nội dung cho từng ngày khác nhau và từ cái nội dung đó đó chúng ta có thể làm ra những video phục vụ cho việc xây kênh cũng như là chúng ta có thể sử dụng để giáo dục anh chị OK ha vào video thôi đầu tiên á mình sẽ thử ở trên YouTube để mình xem thử là những cái video về hạt giống tâm hồn này có cái lượng người xem như thế nào ha thì anh chị có thể thấy ha có khá là nhiều video kiểu như thế này ví dụ như nó sẽ kể một số câu chuyện anh chị ở đây anh chị sẽ thấy ha cơ bản là để giúp chúng ta có thể có cái cái nhìn khác về cái cuộc sống hơn chẳng hạn thì bây giờ để mà làm dạng này á thì chúng ta sẽ qua chat CPT trước chúng ta sẽ tạo ra một cái dạng idea trước anh chị bởi vì khi mà chúng ta làm một cái kênh á, thì chúng ta không phải là xây dựng một ngày, hai ngày là đã ra kết quả Mà chúng ta có thể xây dựng rất là dài tháng ha Có thể là hàng tháng trời, hàng năm trời hết chị Thì chúng ta cần biết là lộ trình chúng ta sẽ làm như thế nào Hàng ngày chúng ta làm những cái gì, hàng tuần chúng ta làm cái gì ha Thì đầu tiên ví dụ như giả sử bây giờ ở trong chat CPT á Mình sẽ yêu cầu nó là cho mình 15 idea về cái video về chủ đề là hạt giống tâm hồn Thì kênh này á, chuyên dành để cho giáo, giáo dục ha Thì mình sẽ yêu cầu chat CPT một câu rất đơn giản như vậy ở đây nó sẽ cho mình là khoảng 15 idea. hả anh chị khi mà chúng ta làm thì anh chị có thể yêu cầu ra thêm nhiều idea nữa ha ví dụ như trong đây ý tưởng thứ nhất là câu chuyện về lòng biết ơn nè thứ hai là gieo lòng tốt gạt yêu thương thứ ba là bài học về sự tha thứ thứ tư là sức mạnh của lời nói tử thế chẳng hạn có rất là nhiều cái nội dung hả chị mình thấy trong đây có một nội dung cũng khá là hay đó là đừng bao giờ bỏ cuộc ha là nội dung số 7 này nè đây là một trong những cái nội dung mà gần như là evergreen đó anh chị tức là nội dung mà luôn luôn xanh đó mọi người sẽ luôn luôn tìm kiếm và mọi người sẽ luôn luôn cần cái lợi khích lệ lời động viên để chúng ta vượt qua những khó khăn ha thì mình thấy idea thứ bảy này khá là hay thì mình sẽ viết một cái nội dung chi tiết cho idea thứ bảy này như sau hả anh chị chúng ta có thể yêu cầu nó là viết cái script chi tiết cho cái idea này ha ví dụ như thế này đây là một script cơ bản về idea này anh chị có thể thấy ha ví dụ như là về hành trình của một cậu bé bán vé số thì ở đây nó sẽ có những cái cảnh như thế này đó là những cái cảnh thứ nhất thứ hai thứ ba nè sau đó thì mình sẽ chuyển cái nội dung này thành tiếng Anh anh chị bởi vì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh là chủ yếu để chúng ta có thể đưa vào các công cụ chúng ta tạo hình ảnh tạo video hết chị Ok ha, bây giờ chúng ta đã có một cái dạng video và một kịch bản khá là cơ bản như thế này nếu như thông thường chúng ta sẽ sử dụng các công cụ AI khác để chúng ta tạo ra hình ảnh rồi tạo ra video thì bây giờ mình có thể sử dụng một công cụ khác để chúng ta làm ra tất cả mọi thứ ở trong một công cụ thôi anh chị. Công cụ hôm nay chúng ta sử dụng là video game anh chị. Anh chị sẽ vào đường link dưới phần mô tả ha. Mình sẽ để dưới đấy. Khi mà anh chị vào đây rồi á, anh chị sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ bấm vào Real Video nè. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh một tí ha. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn vào Standard Stock chẳng hạn rồi cái tốc độ của cái video đó như thế nào nó nhanh nó chậm hay nó nó vừa ví dụ như đây mình sẽ chọn tốc độ nó ở mức vừa phải ha medium về tỷ lệ khung hình của video thì chúng ta sẽ làm như thế nào dạng ngang dạng dọc hoặc là dạng vuông hết chị tùy thuộc vào việc mà chúng ta xây kênh ở trên đâu ha anh chị xây kênh ở tiktok hoặc là youtube shop hoặc là reel á thì anh chị có thể dùng là 916 ha hoặc là chúng ta sử dụng tên youtube thì chúng ta có thể chọn là 169 chẳng hạn mình sẽ chọn 169 ha và chúng ta bấm vào continue ở bước này á thì anh chị có thể điền một cái phần idea chúng ta hoặc là anh chị có thể điền cái phần prompt của chúng ta vào đây ha. Ví dụ như ở đây mình có cái idea về never give up nè, the journey of the lottery boy ha thì mình sẽ copy cái phần này vào đây. Anh chị có thể paste vào đây, copy một cái phần idea rất đơn giản như thế này vào đây để mà công cụ này có thể làm ha. Nếu như anh chị sử dụng tiếng Việt á thì anh chị cũng có thể chọn ở đây Việt Nam nè, hoặc là những cái ngôn ngữ khác ha. Phần nội dung ở đây á, thì anh chị có thể chọn nội dung ha anh chị. Ví dụ nội dung dài hoặc nội dung ngắn gì đấy tùy thuộc vào những gì chúng ta cần ha anh chị. Sau đó thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút mũi tên này ha thì nó sẽ bắt đầu nó tạo ra video chúng ta. Ở đây anh chị sẽ thấy nó sẽ có một số cái phần caption, tức là phần mà kịch bản về video anh chị. Anh chị sẽ thấy nè. Nó sẽ viết ra một số cái caption như thế này. Nếu như anh chị thấy cái phần mà nội dung này ổn anh chị có thể sử dụng nội dung này ha, hoặc là anh chị có thể sử dụng nội dung mà chúng ta đã viết ở trong chat CPT ha chúng ta có thể copy nội dung này vào trong đây thì nội dung nào cũng được ha, anh chị tùy thuộc vào việc là chúng ta thích cái nội dung nào hết chị và chúng ta thấy nội dung nào phù hợp với chúng ta hơn ha ví dụ như nội dung ở mục thứ nhất này cũng khá là hay nè mình sẽ chọn nội dung thứ nhất này ngoài ra anh chị cũng có thể chọn những dòng đọc ở trong đây ha dòng đọc tiếng việt hoặc là tiếng anh thì đều có ha, anh chị ví dụ như đây tiếng việt nè anh chị có thể sử dụng những dòng đọc này hoặc là chúng ta sử dụng tiếng anh ha anh chị có thể bấm vào đây để chúng ta nghe thử những cái giọng đọc nó như thế nào ha sau khi mà chúng ta đã chọn được giọng đọc ứng ý rồi á cũng như là điều chỉnh cái phần nội dung trong đây rồi á thì anh chị bấm vào generate video ha thì bắt đầu nó sẽ tạo ra video cho chúng ta ha đây cũng là một cách để chúng ta có thể xây kênh để mà tiết kiệm được thời gian cho chúng ta ha bởi vì nếu như chúng ta sử dụng những cái cách thông thường á sử dụng những ai để tạo ra hình ảnh hoặc là tạo ra video thì nó cũng sẽ khá là mất thời gian ha công cụ này nó có thể giúp chúng ta làm từ A tới Z anh chị chỉ cần đưa ra phần kịch bản thôi sau đó chúng ta sẽ duyệt cái phần script tức là phần nội dung nó viết ra từ kịch bản nó như thế nào rồi sau đó chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh thêm ví dụ như thêm logo này hoặc là thêm những cái phần nội dung mà chúng ta muốn hiển thị thêm á anh chị hoàn toàn có thể điều chỉnh ha nó khá là trực quan và chúng ta mới thể dễ dàng sử dụng hết chị Ok anh chị, chúng ta đã có kết quả rồi và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả như thế nào ha. In a small town, a boy named Sam dreamed of winning the lottery, believing it would change his life. Each week, he spent his meager allowance on tickets, envisioning a future filled with riches. However, the reality of disappointment loomed large as weeks turned into months, and his numbers never came up. Friends teased him, calling him foolish, but Sam held on to hope. One rainy afternoon, he stumbled upon an elderly man struggling to carry groceries. Sam offered his help, and in return, the man shared stories of his own hardships and triumphs. Inspired, Sam realized that wealth wasn't just about money. It was about kindness, resilience, and the bonds we forge. Bữa cơm gia đình luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và thân thuộc. Mỗi lần ngồi quây quần bên nhau, những món ăn thơm ngon như canh chua cá lóc, thịt khô tàu hay là món xào rau cũ đều trở thành những ký ức đẹp đẽ. Hương vị từ những món ăn không chỉ đơn thuần là sự kết hợp của nguyên liệu mà còn là tình yêu thương mà mẹ dành cho cả nhà. Khi mọi người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hàng ngày, tiếng cười vang lên hòa quyện với những mùi hương từ bếp tạo nên một không gian thật sự gắn kết. Những khoảnh khắc như vậy dường như chậm lại, cho phép chúng tôi lắng nghe nhau nhiều hơn. Tôi nhớ những lần cả nhà cùng nhau chế biến món ăn, vừa làm vừa trò chuyện tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên bữa cơm không chỉ là bữa ăn mà còn là nơi nuôi dưỡng tình cảm và kết nối mọi người lại gần nhau hơn đây anh chị sẽ thấy ha trong video này á nó nói về cái việc là giàu có anh chị nhưng mà giàu có ở việc nào cốt lõi của video này á nó nói về việc là giàu có không phải là ở tiền bạc ha mà là do cái sự tử tế nè lòng tốt nè rồi mối quan hệ tốt với lại mọi người anh chị thì đây là một cái style để mà làm những dạng video về nuôi dưỡng tâm hồn anh chị là một cách để chúng ta có thể xây kênh và chúng ta có thể ứng dụng vào việc giáo dục anh chị thì đây chính là một cái case study và anh chị hoàn toàn có thể tạo ra rất là nhiều cái dạng video và rất là nhiều cái case study khác dựa trên cái hướng dẫn này anh chị ok anh chị đó là một cái cách để chúng ta có thể làm để chúng ta tạo ra những video YouTube chúng ta xây kênh chúng ta có thể kiếm tiền online hoặc là chúng ta có thể sử dụng để giáo dục anh chị nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới channel ngày công sở mình sẽ chia sẻ thêm về nhiều cái case study mới nhiều cái idea mới để anh chị có thể thực hiện anh chị